Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Hydrocollesil. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Hydrocollesil cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà trường anh pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của hydrocortisio, prednisolone, tá dược vừa đủ một viên, dạng bào chế, viên nén, công dụng, chỉ định. Hydrocortisio khả phác cô được chỉ định khi cần đến tác dụng chống viêm và ức chế miễn dịch, viêm khớp dạng thấp, lục út, ban đỏ toàn thân, một số viêm thể mạch. Viêm động mạch thái dương và viêm quanh động mạch nút, bệnh sacoid, hen phế quản, viêm loét đại tràng, thiếu máu tan huyết, giảm bạch cầu hạt và những bệnh dị ứng nặng gồm cả phản vệ. Ung thư, như bệnh bạch cầu cấp, u lympho, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn cuối. Cách dùng. Thuốc dùng đường uống. Liều dùng. Liều dùng khởi đầu cho người lớn có thể từ 5 đến 60 mg một ngày chia làm 2 đến 4 lần. Liều cho trẻ em có thể từ 0.14 đến 2 mg 1 kg một ngày, chia làm 4 lần. Chống chỉ định. Nhiễm khuẩn nặng, trừ sốc nhiễm khuẩn và lao màng não, đã biết quá mẫn với prednisolone. Nhiễm trùng da do virus, nấm hoặc lao, đang dùng vaccine virus sống. Lưu ý khi sử dụng. Sử dụng thận trọng ở những người bệnh loãng xương, người mới nối thông ruột, mạch máu dối loạn tâm thần loét dạ dày loét tá tràng đái tháo đường tăng huyết áp suy tim và trẻ đang lớn do nguy cơ có những tác dụng không mong muốn nên phải sử dụng thận trọng corticosteroid toàn thân cho người cao tuổi với liều thấp nhất và ngắn nhất có thể được suy tuyến thượng thận cấp có thể xảy ra khi ngừng thuốc đột ngột sau thời gian dài điều trị hoặc khi có stress khi dùng liều cao có thể ảnh hưởng đến tác dụng của tiêm chủng vaccine Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Phụ nữ mang thai Dùng hydrocolesio khả phác cô toàn thân dài ngày cho người mẹ có thể dẫn đến sự giảm cân của trẻ sơ sinh. Dùng hydrocolesio khả phác cô liều cao theo đường toàn thân có thể gây nguy cơ giảm sản thượng thận ở trẻ sơ sinh. Sử dụng hydrocolesio khả phác cô ở người mang thai đòi hỏi phải cân nhắc lợi ích có thể đạt được so với những rủi ro có thể xảy ra với mẹ và con. Phụ nữ cho con bú Hydrocolesium khả phác cô tiết vào sữa mẹ với lượng dưới 1% liều dùng và có thể không có ý nghĩa lâm sàng. Nên cẩn thận khi dùng hydrocolesium khả phác cô cho phụ nữ cho con bú. Sử dụng thuốc cho người lái xe và vận hành máy móc. Thuốc gây chóng mặt nên sử dụng thận trọng cho người lái xe và vận hành máy móc. Tác dụng phụ thường gặp. Thần kinh trung ương, mất ngủ, thần kinh dễ bị kích động. Tiêu hóa, tăng ngon miệng, khó tiêu, da. Dậm lông, nội tiết và chuyển hóa, đái tháo đường, thần kinh, cơ và xương, đau khớp, mắt, đục thủy tinh thể, dỗ com, hô hấp, chảy máu cam. Tương tác thuốc. Hydrocholeciu có thể gây tăng gluco huyết, do đó cần dùng liều insulin cao hơn. Tránh dùng đồng thời hydrocholeciu khả phác cô với thuốc chống viêm không steroid vì có thể gây loét dạ dày. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của trường anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Hydrocollesil, đồng thời biết cách sử dụng Hydrocollesil sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham